Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh chào toàn thể anh em nuôi ong. Hôm nay tôi làm một clip ngắn này chia sẻ với lại một số anh em, đặc biệt là các bác mới chơi. Đó là hướng dẫn cái cách căng dây thép lên cầu, cách hàn chân tầng nhá. Rất là đơn giản thôi. Thì đây là một cái cầu mà bên shop đang cung cấp cái cầu ong. Cầu ong này là cầu ong chuyên là cho ong nội. Số đo của nó là cái tai trên này, là 42 và cái bề ngang này. Bề ngang này là gọi là 25 hoặc là 21 nhé. Nó dao động khoảng 5 ly, dao động của nhau khoảng 5 ly nhé. Thì bây giờ cái cầu này là gọi là cầu loại đẹp, đóng khá là chắc chắn, cũng có trà nhám cho nhẫn nhé. Thế còn nếu mà loại bình thường hơn thì sẽ không trà, nó sẽ thô hơn. Và các bác quan tâm rồi này, cái cầu ong bên shop này, thợ họ làm rất là kỹ. Cái này phải đặt riêng thợ ấy. Khoan cái lỗ này cực kỳ nhỏ luôn, thế nó cực kỳ nhỏ, càng nhỏ bao nhiêu càng thích bấy nhiêu nhá. Bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ luồn dây sắt vào trước, luồn dây sắt vào trước thì các bác nên buộc cái đầu cố định ấy. Thì các bác buộc cái nửa dưới nhỏ này, này. Một cái nửa dưới nhỏ này nhá, một nửa dưới nhỏ này. Thế còn về cái dây sắt này cắt ấy, thì là các bác đo cắt lấy cái đầu tiên ấy, thì các bác cho ra khỏi tay này khoảng 7 đến 10 phân, 7-10 phân. Sau đó mình đo ba khoảng cách của cái cầu này, đấy, ba khoảng cách cầu này, xong bắt đầu mình cắt. Thì là mình căng lên là sẽ vừa nhé. Thì giờ nốt buộc đầu tiên mình buộc ở cái chỗ bên bên chân nhỏ này, bên chân nhỏ này, bên chân nhỏ này nhé. Sau đó mình sẽ kéo dây qua các lỗ này, thì sau đến điểm cuối mình sẽ kéo lên ở số bên chân to thì nó sẽ khỏe hơn, nó không bị yếu nhé. Cái này là đặt thợ khoan cực kỳ là nhỏ luôn, thì càng nhỏ bao nhiêu càng đỡ bị xé lỗ bao nhiêu nhé. Cái cầu này là cầu gọi là cầu hàng đặt, cầu hàng đẹp. Đó. Thì mình luồn nó vào, luồn nốt dây sắt vào nhé. Cái này thì các bác căng làm sao cho nó căng thẳng dây là được, chứ không cứ phải là căng lắm đâu, cũng căng vừa phải thôi, cũng không cần phải căng quá, miễn là nó thẳng thôi. Đây. Thì bây giờ đã lên như này. Thì các bác bóp đầu tiên đây là bóp cái dây này để cho dây ngoài nó căng này. Bóp thứ hai này, đấy dây thứ hai này. Đây là dây thứ hai này. Còn dây thứ ba thì mình sẽ néo cái dây thứ ba nhé. Đây là mình bóp tạm thời như này đi. Đấy. Còn dây thứ ba này mình sẽ dùng cái này để mình néo này. Dùng cái này. Cái que tre này. Đấy. Này đơn giản thôi. Đấy, cuốn nó lại. Các bác xoắn nó vào đây. Đấy, xoắn vào đây. Xoắn dần lên. Trong quá trình xoắn đấy mình bắt đầu mình bóp này. Đây là dây ngoài này, dây ngoài cùng nhá. Mình bóp cái này ấy, thì nó sẽ căng dây ngoài cùng lên. Xong tiếp tục mình bóp vào dây thứ hai. Nó sẽ căng dây giữa. Và cái dây thứ ba này mình sẽ quấn bằng cái que này lên. Đó, mình quấn cái que này lên. Đấy, tiếp tục như vậy. Đấy, cái này là gỗ khá là chắc, mà quan trọng nhất là cái lỗ là đặt thợ khoan cực kỳ là nhỏ luôn. Đấy. Mình vừa đủ độ căng là được, không phải căng quá đâu, căng quá thì nó cũng đứt dây ấy, mà cũng không cần thiết nhé. Từ đây bây giờ cái dây cuối này thì mình sẽ kéo căng lên bằng cái que néo này và bẻ góc vuông góc lại, bẻ góc lại tỏ ra này và cuốn vào đây. Thế còn cái phần thừa còn lại thì mình sẽ cắt đi, phần thừa mình cắt đi. Đây các bác nhìn này, nói chung là nó không căng đến mức như dây đàn đâu, cũng khá căng đấy. Nhưng mà các bác nào mà căng không được căng như này, căng chừng hơn cũng được, không sao cả nhé. Gọi là có phẳng tí được rồi. Đấy, mình cắt đoạn thừa đi này. Thế đây là xong cái quá trình căng dây thép lên cầu nhé, căng thép lên cầu. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách hàn chân tầng vào. Hàn chân tầng vào nhé. Em để ra nhìn nhỏ. Ở đây, cái này thì tôi là chưa có đồ nhiều. Nếu mà đúng ra là có một cái mặt ghế, mình xoa nước ẩm lên, xoa ẩm lên nhá, cho chân tầng không dính. Cái mặt ghế này là dài hết từ điểm này đến điểm này luôn, thì mình đưa một lần là được luôn. Thế còn bây giờ cái này là cái mặt ghế này nó không dài hết thì mình sẽ đưa làm hai lần. Thì cái chân tầng này này, mình sẽ gập lấy một mép chừng khoảng hơn một phân, hoặc là tôi lấy kéo cắt luôn để cho nó đẹp. Đây, cắt lên mẫu hơn một phân này. Nha, cắt một phần. Đối với cái cầu ong này là bên shop
theo yêu cầu của các bác là sẽ có rạch cái rãnh, rạch cái rãnh để thả. Thì bây giờ cái này là 3 giây thì mình sẽ đan nó vào. Mình sẽ đan chéo như này. Đấy, như này nó kẹp ở giữa này. 1 giây ở giữa, 2 giây hai bên này. Và cái dưới này sẽ mình sẽ luồn cho nó nằm ở trong rãnh. Đấy, luồn cho nó nằm ở trong rãnh nhé. Cái này là nô gần đây là toàn bộ nô hàng của shop là sẽ có rạch rãnh cho các bác hết. Đấy, rạch rãnh như hết. Thì các bác căn cho cái khe hở này nó đều ra. Cái này hai bên đều ra. Đấy. Thì cái này nếu mà mình không cắt cái này đi thì cái này nó lấn qua đây quá, lấn đây quá nó không tốt. Thì sau này mình để này đắp mũ, nó đắp mũ là vừa nhá. Ví dụ mình để cắt này đắp nó cách ra như vậy nó đắp mũ là vừa luôn. Đấy nhá. Thì đây là thứ nhất này. Thì bây giờ chính cái này, thì cái này mình sẽ gập nó lại. Đấy, mình gập nó lại làm lấy 3 điểm. Một cái này, hai cái này và ba cái. Cái này chính là cái sáp luôn. Sáp này thì mình sẽ đổ một cái miếng nó vào giữa. Đây, đổ miếng vào giữa. Mà trước khi đổ ấy, đấy nha, trước khi đổ người ta hàn cái dây này trước. Hàn dây này trước thì giờ cái mặt ghế này các bác xoa ướt đi cho khỏi dính chân tầng này. À, để cái dây thép lên phía trên. Để lên phía trên. Thì giờ hàn thì có rất là nhiều cách. Có một số các bác thì sẽ dùng cái mỏ hàn bẹt. Mỏ hàn bẹt, mỏ hàn mũi ấy, mà gọi là mỏ hàn nhựa ấy. Xong bắt đầu rạch cái khe. Đấy, khe lại cho chạy. Nhưng mà tôi thì hay hàn loa đài bằng cái mỏ hàn này. Thì tôi chế luôn cái này. Nó rạch một tí, đưa vào đây là tôi hàn được luôn này. Đưa vào đây. Nhá. Đấy. Bóp tay cho nhiệt nó vừa phải. Các bác đưa khéo, đưa quá thì nó đứt. Đến đây là vừa hết cái mặt ghế dưới này. Đấy, tôi đẩy sang bên này. Đấy, đẩy sang bên này. Và tôi tiếp tục rồi. Đó, tiếp tục. Thì các bác này đưa tay làm sao cho khéo. Quá thì nó lủng nó cháy. Vừa tầm thì nó sẽ chảy cái miếng chân tầng ra. Và nó nặn cái dây sắt vào trong này. Nặn dây sắt vào cái miếng chân tầng cho mình nhé. Đấy. Rất đơn giản thôi. Đối với mỏ hàn này thì khi nào nó mình bóp nó mới sinh ra nhiệt. Nó chủ động hơn cái mỏ hàn kia rất là nhiều. Đây là một mặt đã xong này. Mình đặt, tiếp tục đặt vào bên này này. Đấy, đặt bên này. Kinh đi chậm. Đây. Nói chung là cái này là các bác căn theo nhiệt của tay mình ấy. Nó vừa phải. Nó nóng cái dây sắt lên là dây sắt nó sẽ chìm vào trong cái chân tầng. Nó sẽ chìm trên tầng. Thì các bác tùy nhìn vào mắt thường. Nó quá nhiệt thì mình nhả công tắc ra. Còn nó chưa đủ nhiệt thì mình bóc công tắc, mình ấn nó thêm một tí nữa. Đấy, cái dây sắt này sẽ nặn hết vào trong. Nó nặn nó chìm vào trong nhá. Đấy. Đấy, rất là đơn giản nhé. Thế cái này mà đây là do tôi làm loa nhiều, tôi có cái mỏ hàn này. Chứ không thì dùng cái mỏ hàn nhựa kia kìa. Mỏ hàn cái bẹt ấy. Đấy, bằng đồng ấy. Họ rạch ra họ hàn. Thế đây là mình đã hàn, mục đích hàn ở đây là làm cho cái dây sắt này này. Nó nóng lên. Nó nóng lên xong bắt đầu nó nặn vào trong cái miếng chân tầng này. Nặn vào trong miếng chân tầng này. Thì bây giờ cái khe này để cho nó chắc hơn nữa thì mình sẽ lấy cái này. Lấy cái nhựa này. Mình đổ nó vào đây. Mặt bên này tôi đổ một cái ở giữa. Đó. Cái này bác cứ chấm từ từ thôi. Chấm cho nó chảy ra. Đó. Chấm nó chảy ra. Và tay mình chấm làm sao cho nó khéo. Để cho nó lấn sang phía bên cái miếng chân tầng của mình một chút. Đó nhá. Để cho nó im. Đó. Và tiếp tục cái này ở giữa. Thì cái này sẽ là đắp hai bên nhá. Cái này sẽ đắp hai bên. Thực ra cái này chỉ cần tí thôi, không cần phải nhiều như này đâu. Đó, đắp hai bên. Và nhiều khi là cũng không cần đắp cũng được. Tại vì nó nằm ở trong khe rồi. Nằm ở trong khe rồi. Đây là cái cẩn thận là đắp thêm một tí vào thôi. Đấy, chấm làm sao cho nó khéo léo. Nó chảy vào khe này. Đấy. Rồi. Cái này cho nhiều quá thì nó không, nó cũng dư. Tí dẹo thôi. À, bác chấm cho nó khéo.
tay hơi đưa sang bên kia, hơi cho nhiệt sang bên trên tầng một chút để cho cái sáp vào này, cái sáp này nó nhuyễn nó ăn cả cái chân tầng bên này và ăn cả vào cái gỗ, cái cầu gỗ này. Đấy, trong này là cái cầu này, cầu xẻ rãnh nhá, cầu xẻ rãnh. Thế là đã hoàn thành một cái miếng hàn chân tầng vào cầu nhá. Thì cái này là tôi cắm vào đây luôn. Thế đúng ra các bác là có thể rạch bớt này đi một chút này, rạch bớt đi một chút cho nó cách ra khoảng 2 phân rưỡi thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy nhá, rất đơn giản nha các bác nhá. Đây là chủ yếu là chia sẻ cho các bác nào mới chơi thôi, còn các bác là thợ chuyên nghiệp thì những cái vấn đề này nó là đơn giản rồi. Đây, hướng dẫn chủ yếu là tập cho các bác mới chơi nhá, mới chơi nắm được. Thế đây là cái cách chi tiết, cái cách căng dây này, cách hàn chân tầng này, hàn chân tầng vào cầu nhá. Rồi mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình nhá. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh cung cấp tất cả các loại phụ kiện vật tư ngành ong, thùng ong, cầu ong, mũ bảo hộ, rồi bình xịt khói, rồi ong giống, nói chung là tất cả các loại vật tư phục vụ cho ngành ong nội nhé các bác nhé, ong nội, thùng quay mật. Đấy, hàng thì luôn luôn là ship sale đây toàn quốc. Thì cái này là có một bác mua về nuôi Văn Nghệ, đó là mua một thùng và 5 cầu 5 chân tầng thì có nhờ shop là hàn vào luôn, căng dây sắt luôn. Đấy, còn các bác nào mà tự làm được thì mua về làm lấy, ví dụ như số lượng là 50-100 cái. Thế còn các bác nào mà chơi Văn Nghệ 5 cầu 10 cầu mà không muốn làm thì nhờ shop sẽ làm trực tiếp cho các bác luôn nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video clip sau nhá. Xin chào tạm biệt shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá.